Anh Bằng, chị Liên, tôi rất đau lòng đến đây để bắt tôi phải không anh? Mình là bạn của nhau mà hôm nay tôi lại... Không sao, anh cứ làm tròn nhiệm vụ của anh đi. Có đáng buồn nữa là Nhung vợ tôi kìa. Anh Minh, anh là tôi có bạch thái đường thật sao? Thưa chị, không ai tố cáo mình chính xác cho bằng. Vợ của mình, thú thật với anh chị, tôi chính là tướng cướp bạch hải đường. Anh Minh, tôi cướp của giết người, chứ vợ tôi có đủ tiền xe xuôi nhung lụa, có đủ tiền để bàn bạc thôi đấy. Rồi trong xa ngã của xóm thân bạc tiền, người đàn bà lại đem lòng phản trắc. Trời ơi, tôi thật không ngờ. Tôi thật không ngờ chị Nhung lại tác tệ như vậy. Phải, làm sao anh chị có thể ngờ được thằng Minh bạn của anh chị lại là tên cướp sát nhân giết người đoạt của. Cũng như tôi, làm sao tôi có thể ngờ được kẻ tố cáo tôi lại chính là vợ của tôi. Chính tôi cũng không ngờ mình có thể trở thành tên tướng cướp bạch hải đường. Mang tâm trạng của kẻ si tình rồi lao sâu vào tôi lôi. Vì từ ngày tôi được phong vương ngự trị trên ngai vàng tình ái, thì tôi là kẻ trắng tay làm sao giữ nổi một lâu đài. Nè, sông của tình yêu đã đẩy đưa tôi vào nghèo. Tôi có cuộc đời ngày cưới Nhung về làm vợ, tôi biết chắc rằng sẽ đổ vỡ một tình yêu. Anh chị ơi, gần 30 tuổi đời chưa tàn, một cuộc vui mà hôm nay tôi dội tiền vào lâu. Cô thương là thương cho đứa trẻ thơ chôn tội, như chim vỡ còn bờ giờ cuối trần. Vợ chồng tôi xưa đứa bé thêm, trong những ngày tháng anh đền tội mấy lâu đi. Xin anh lấy lòng vì tình cảm của vợ chồng tôi dành cho đứa bé như là ruột thịt. Được như vậy tôi quỳ tôi lại tạ ơn anh chị. Anh Minh ơi, qua giây phút tâm tình tôi đã hiểu lòng anh. Tôi tin rằng người đàn bà kia rồi đây sẽ có ngày ân hận hối hận. Còn tôi danh vẫn là đổi bản thoảng nào ai biết chung trường chung lớp bên nhau. Nhưng cuộc đời cái nghiệp biết bao, chứ hiện tại tôi là thanh tra còn anh là tội phạm. Tôi xin phép anh được làm còn bốn phần khi mình cùng nhau chúc cạn tâm tình. Tôi dân, anh hãy cứ làm tròn bổn phận của anh đi. Tôi là tên tướng cướp bạch hải đường, xin đưa hai tay cho anh cộng lại. Chị Liên, đây bé thù con tôi xin gửi lại nhờ anh chỉ nuôi dùm cho nó được thành nhân. Xin mời anh Tuấn.